vendor. I think someone tried to haggle, but the price was too low, so they left. Let's see what she's selling. Mặn. Đây nhá. Này nhiêu một cân? 40.000. Mà không gốc hạt luôn. Mà sao nó có chín không? Thấy xanh quá. Nó xanh ngon đấy. Cái thì em ăn thử đi này. Kể quả xanh nhất cũng ngon. Em ăn quả xanh nhất. Em ăn thử đi kể. Cái này nó là mặn gốc hạt. Kể chín ngon mà xanh ngon. Thường thấy nó màu màu đỏ. Bán quá. Là 30. Cái nóng trắng. Cái này ngon mà. Cái này nó là dốc hạt. Còn nếu mà cái mặn đỏ bây giờ không có mà cái mặn đỏ nữa thì nó chát ngon chùa. Thấy chua chua. Cái này là, nếu mà em ăn chè ngọt, em ăn những quả chín này là ngon hơn này. Chứ xanh không chín này. Xanh thì nó chua chua hơn một tí, nhưng mà chín thì ngon hơn. Không thì phải ngọt thật. Ăn một cân nhé. Đây là chị nhặt những quả chín này ngon. Cân đi. Một cân hay hai? Hai à? Một rồi. Một. Ăn thì nó ngọt. Cái này sao đắt quá nhỉ? Thấy ta bán có 20 ngàn. 20 ngàn là nó bé hơn. Không bữa hay cái to 20 ngàn. To to hay không ngon, to chua lắm. Cái này là đào mỏ quạ, nó chỉ bé thôi nhưng mà nó ngọt. Còn đào gì? Mỏ quạ. Cái này nó có cái mỏ quả này, còn cái nào trơn trơn kia thì nó to này nhưng mà nó lại chua. Cái này đắt hơn. Cái này đắt hơn nhưng mà lại ngọt hơn. Đấy, em có ăn thử nè. Hôm bữa mua cái to còn không ngon. To nó không được ngọt bằng. Nó chua chua hơn đấy. Lửa cái nào chín chín á. Đây, chị lấy gì là chín. Cái chua chua không ăn được. Yên tâm, chị không thích ăn ngọt, chị lửa chín thôi. Lấy 50.000 nhé. Sao 50 là 50 do chín. Hơn 1 cân. Hơn 1 cân. Tưởng do là chín chứ. Đấy, chín. Chuối à? Chuối ta. Chuối mang của nhà nên nó bị đen đó. Có ăn nốt không? Không. Ăn đi lấy 15.000 là chuối đấy. Nó của đứa em nó bán hộ nó đấy mà. Nhà là ở đâu? Của nhà đấy, nhưng mà nó mang đi mang lại nó bị hơi thâm như quả chín. Chứ thường chỉ bán ở đây à? Bán ở bên chợ đó. Chợ nhưng mà chiều chỉ đi ra một tí. Em là người, em ở miền Nam à? Miền Nam mà gốc em cũng ở Ninh Bình á. Bên nội là Ninh Bình. Nhưng mà bây giờ này em ra ngoài này công tác vậy? Công tác. Kiểu dịch nhất này đang ra từ cái này, dịch nó vắng vậy. Bán được. Chị cũng bán, chị bán cái khen nhiều mà. Chứ quê chị ở đâu? Quê chị ở Hưng Yên. Ở đâu? Ở Hưng Yên, nhưng Hưng mà Yên. Chị trọ ở đây. Trọ ở đây. Lên đây sống. Chị mặn. Bán hàng ở đây. Gia đình chị cũng lên đây à? Chị ở trên này, nhưng chị bán sáng thì bán ở chợ. Chiều thì đi ra một lúc. Con đấy ăn nốt này chuối. Chuối của nhà nó gửi cho em của đứa em. Chín, cái này ngọt lắm. Của nhà. Nhiều, 15.000. Của nhà nó ngon đấy mà nó, nhưng mà kiểu nó mang đi mang lại thì cái quả chín này nó hơi bị bầm, em cắt. Thế là của em 65. Cái này là của nhà nó mang lên nhưng mà nó ăn không hết, nó bảo chị đi bán hộ có hay nè. Thói tiền lớn được không? Có nhán hay không? Nhán quê, đây, anh thử. Nhán Hưng Yên. Hưng Yên. Em ăn thử. Ngon. Đấy. Ăn nốt chứ. Nhiều. Hơn cân. Cân nhiều. Chị lấy 65 rồi. Thế này 130. Trời đất thế. Chuẩn lấy 60.000. Đây chị bán. Nhãn này là nhãn cùi. Ờ. 60 rồi. Tất cả là 120 nhé.
bớt 5 ngàn rồi. Đấy, bớt 5 ngàn. 2 thì tại này em 308 đây có chuyện rồi. Cái nhãn này nó ngon. Vậy là chị lập gia đình chưa? Có cháu rồi. Có cháu rồi? Ồ. Mấy cháu rồi, cháu đi học rồi. Ờ. Nhưng mà chị cũng không nhiều tuổi, mới 50. Nhìn trẻ ra rồi, ở quê vất vả lắm. Ờ, vất vả. Nhưng mà con nhà chị nó lại lấy chồng sớm. Ờ, nhiều tuổi. Cháu mới có 27. Nghĩa là 18 rồi lấy chồng. Ờ. 27, con nó đi học. Ờ, vậy cũng tốt nha. Thế còn con trai thì năm ngoái cháu mới lấy vợ. Năm ngoái mới lấy vợ? Con trai. Ờ. Con gái là lấy chồng trước. Ờ. Đây cái... cái này cho vào cái túi to, hai cái này cho vào cái túi to nhé. Đây, cái mận với cái nhãn cho vào đây. Cuối em thích kia. Cái nhãn này em về em ăn. Em trò ở đây à? Hay là em... Em trò trên hàng thang á. À, hàng thang à? Trên hàng thang ở trên bàn... trên gần Long Biên á. Gần chợ Long Biên á. Lấy này ở Long Biên á, chợ Long Biên á. Cái chuối này mang ở nhà. À. Nhãn cũng mang ở dưới quê lên. Còn đó, chỉ có lấy những cái này ở đây. À, okay. Đi nhá. Chị tên gì? Chị tên á. Tên là Hằng. Hôm nào gặp chị này mua nhá. Ok. Bảo nha. Dạ nha. Give her a donation, man, but after speaking so long, it just felt kind of odd to just bring it up out of nowhere, and she left. She left before we could really say anything. So now we're just lugging this huge bag of fruit. It's really heavy. Yeah, gonna have to find a way to get rid of this fruit.